Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau và kiểm tra đơn hàng của ngày 24 tháng 8 năm 2017 nha các em. Và các em hãy thích những món hàng nào, hãy nhớ xin phép ba mẹ và gọi điện số 0937899707 nha các em nha. Và đơn hàng đầu tiên của ngày 24 tháng 8 là của Ngô Võ Minh Thư, mã là A713, tổng tiền là 225.000, đã cộng tiền ship nha. Minh Thư nha, Minh Thư ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Minh Thư là đặt tiểu thư tóc thẳng váy ngắn hồng nha các em, tiểu thư tóc thẳng. Đây, tiểu thư tóc thẳng nha. Đó, màu vàng. Váy ngắn và màu hồng nha em. Đó, váy ngắn màu hồng, có cái dù màu đỏ nè, có cái giày màu xanh nè, đó có nơ màu đỏ luôn nha. Đây em nhìn kỹ nha, đó và rất là đẹp. Đây có cái váy hình cánh bi nha em, đây hình cánh bi, cái dù màu đỏ nha. Và tiếp theo là một chi bi 16.000, đây chi bi 16.000 lấp lánh nha, chúng chiếm đó, rất là đẹp. Có cái móc khóa nè, cột tóc hai bên nè, tóc thắt bính nha em ha, hai bính, đôi giày màu đỏ nha, váy màu đỏ luôn đó, rất là đẹp nha. Đó, các em thấy rõ không, đẹp không? Và tiếp theo là ba ghế hồng, đây em lấy cho bạn ba ghế hồng nha, một hai và ba cái ghế hồng nha. Đó, ba ghế hồng và một cái bàn hồng luôn, nó tông sạch tông nha, một cái bàn hồng nha. Đó, và tiếp theo là hai giá đỡ hồng và đỏ nè, bạn này khoái màu hồng ta, hồng và đỏ nè. Đây hai giá đỡ hồng và đỏ nha em, đó anh dán lại hai cái đỡ nè, đó đủ rồi nha. Và tiếp theo là hai váy hình mặt trăng đỏ và hồng, hai váy hình mặt trăng, có màu đỏ hình mặt trăng nha em, có hồng đỏ váy hình mặt trăng, đỏ hình mặt trăng nha. Và tiếp theo là một cái váy hồng, váy hồng thì anh không có váy hồng mặt trăng nha em, nhưng anh có màu hồng, lấy cho em màu hồng nha, hình trái tim nè, hình lá hình nè, đủ màu, có cái ren nè, ren màu trắng hình ngôi sao nha em. Và tiếp theo là hai phụ kiện có giỏ sách, đây hai phụ kiện, một phụ kiện có giỏ sách, đây hai phụ kiện nha, hai phụ kiện có giỏ sách nha em, đó hai phụ kiện có giỏ sách có lượt nha. Và tiếp theo là một khăn 15.000, đây một khăn nha, khăn màu vàng là có cái khăn tắm này, khăn lau mình người này nha, đó có cái thảm ha, thảm bền. Và tiếp theo là một gói, gói bằng giòn nha, rất là đẹp, 18.000 một bộ này nha các em nha, bằng giòn nằm rất là êm nha. Và một xi ham ấy lộn một gơm hamburger, đây gơm hamburger, có gơm hamburger nha em, đó có trái cây, có bình, có ly nước nha, có cây kem hamburger này nha em. Và tiếp theo là tặng cho bạn Minh Thư một cái váy 6.000 nữa nha Minh Thư nha, và tiền ship của Minh Thư là 30.000 nha Minh Thư, tiền ship 30.000, tổng tiền hàng và tiền ship luôn là 225.000 nha Minh Thư. Rồi chào tạm biệt Minh Thư. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Huyền ở Bắc Ninh, mã là A694, tổng tiền là 147.000 nha các em, cộng tiền ship 41.000. Thị Huyền đặt là hai ken 45 nha em, hai ken 45, một ken nha, một ken, đợi anh tí nha. Và đây anh đổi cho em một ken khác nha em, đó ken nè, đó áo thun nha, đó giày 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 tây nha em nha, một ken. Và đây một ken áo hoa quần đùi luôn, 45.000 nha em, đó áo hoa rất là đẹp nha. Tiếp theo là một bịch giày, đây một bịch giày, có một bịch giày nha,
nha, thì Huyền nha, một bịch giày và một bịch móc, đây một bịch móc có một bịch móc nha, và một bịch ly có một bịch ly nha, đây một bịch ly 5 cái ly bự nha, và một bịch chén có một bịch chén 3.000 nha, đó 3.000 thôi nha các em nha, đó có 1, 2, 3, 4, 5 món, có ly nè, có chảo nè, có chén rồi nha em, và tiền ship của Huyền là 41.000 nha Huyền, tổng tiền hàng và tiền ship là 147.000 nha Huyền nha. Rồi anh tặng cho Huyền một cái váy 6.000 nữa nha Huyền, xém tí anh quên tặng váy cho Huyền luôn. Tiếp theo là đơn hàng của Lê Mai Phương, mã là A691, tổng tiền là 111 nha. Mai Phương ở Sơn La nè. Mai Phương đặt là 2 két 10.000 đó, 2 két 10.000, anh lấy cho em cái màu xám và màu hồng nha em, đó chơi rất là vui nha, mềm dẻo nữa, chơi không bị dậy giơ tay nha các em, két động lực đó, 2 bịch và 4 trứng lưới, à 4 trứng lưới nè, anh lấy cho em 4 màu luôn nha, 1, 2, 3, 4 màu, màu hồng nè, màu cam nè, màu xanh nè, màu xanh đậm, màu xanh lá cây nha, đây coi này ra màu gì nè, đó màu hồng thì nó ra màu vàng nha, vàng màu vàng trứng gà nha em, đó màu hồng thì nó cũng ra màu vàng trứng gà luôn. Ủa kỳ ta, của hai này giống nhau khác màu mà nó ra giống nhau ta em à, đó các em thấy ra giống màu đúng không em ha, đó rất là lạ nha, kỳ ta, anh cũng không hiểu luôn cái này nó ra màu gì đây. À, này nó ra khác màu rồi nha em nha, màu xanh đậm thì ra xanh lá cây, màu xanh lá cây ra xanh đậm nè ha, đó cái này thì nó ngược lại nha, cái này thì nó giống nhau, cái này chắc nó lá màu giống nhau em ha, giống nhau. Và tiếp theo là 2 slam, đây 2 slam 5.000, slam thú nha em nha, nó có con thú gì trong rồi đó, con cua chắc này, con thằng lằn nha. Rồi vậy là đơn hàng của Mai Phương là tiền ship là 41.000 nha Mai Phương, tổng tiền hàng và tiền ship là 111.000 nha, và tặng cho Mai Phương một cái váy 6.000 nữa nha Mai Phương, chào tạm biệt Mai Phương. Tiếp theo đơn hàng của Hoàng Ngọc Oanh ở Đắk Lắk, mã là A702, tổng tiền là 62.000, đã cộng tiền ship nha Oanh nha, anh đặt là 4 xì lam nha, 4 xì lam, 1 màu cam nè, 2 màu xanh nè, 3 màu xanh luôn nè, 4 màu đỏ nè, màu đỏ này là có hình con gì ta, này là con bạch tuộc hay con mực gì đó ha, cái này là con tôm này ha, cái này là con cua này ha, cái này cũng con cua luôn, và 3 bịch móc nè, 3 bịch móc 3.000 mỗi bịch là mỗi bịch 3.000 có 3 cái móc nha, và 3 bịch là 9.000 nha em nha. Và tặng cho Hoàng Ngọc Oanh một cái váy 6.000 quá, nó váy liền luôn, váy rời nha, đây một cái váy rời và tiền ship là 33.000 nha Ngọc Oanh, tổng hàng và ship là 62.000. tiếp theo là đơn hàng của Đặng Thu Hằng, mã là A711, tổng tiền là 68.000 cộng tiền ship nha Thu Hằng nha, tổng tiền của Thu Hằng là 68.000 thôi, Thu Hằng đặt một cái si răng thỏ nha, si răng thỏ 35.000 nha em, đó một cái si răng thỏ 35.000, đó nó đầu trọng tăng của nó nha em nha, đó và tiền ship của em là 33.000 nha, và tặng cho em một cái váy 6.000 nữa nha nha Hằng nha. Rồi vậy là chào tạm biệt. Tiếp theo đơn hàng là Võ Thị Thu Phương ở Quảng Nam, mã là A700, tổng tiền 161.000, đã cộng tiền ship nha, đã cộng tiền ship nha Thu Phương nha, Thu Phương đặt 3 giá đỡ nè, 3 giá đỡ, 1, 2 và 3 cái giá đỡ nha, đó 3 giá đỡ, đèn ten màu hồng, màu trắng và màu xanh, đó có 3 cây nha, có này anh dán cái này đỡ này nha em ha, đủ nha em, đó là 2 chibi nam, đây 2 chibi nam nha, đây là chibi nam sành điệu, đây có 2 cái nơ nha, có giày luôn, mặc áo vest luôn, rất là đẹp, và
và một vỉ dày 16 ngàn nha, vỉ dày 16 ngàn, vỉ dày cao gót nha em. Nó chín đôi đủ màu sắc. Và một anh ken 45 ngàn, đây ta là ken 45 đây, rất là thanh điệu và đẹp trai đây. Đó, các em thấy thanh điệu và đẹp trai không? Đó. Vậy là tiền hàng và tiền ship của Thu Phương là 161 ngàn nha Thu Phương. Rồi chào tạm biệt Thu Phương. Và tặng cho Thu Phương một cái váy 6 ngàn nữa nha Thu Phương nha. Rồi xem tí anh quên tặng Thu Phương váy rồi. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyên Phan Phương An, mã là A687, tổng tiền là 178 ngàn nha Phương An nha. Phương An ở Quảng Ngãi. Tổng tiền hàng và tiền ship là 168 ngàn nha Phương An. Cát Phương An đặt hai cát nè, hai cát 10 ngàn. Đây anh lấy cho em một cái màu xám và màu xanh nha em. Đó, lấy hai màu cho chơi cho thà đổi nha, xám và xanh. Và tiếp theo là một trang sức mèo, đây một hộp trang sức mèo nha. Đây hộp trang sức mèo, có hình chú mèo ha, đó, có kẹp tóc nè, có dây đeo cổ nè. Có dây đeo tai nha em, hình cục tóc, kẹp tóc đâu rất là nhiều. Rất là xinh xắn nha, chú mèo Hello Kitty. Và tiếp theo là một bunny, đây một bunny nha các em. Một bunny 40 ngàn nha, đó có cái lược luôn, có cọc thun cọc tóc luôn nha. Quên đây, đó rất là đẹp. Bunny 40 ngàn nha em. Và tiếp theo là một bịch giày 5 ngàn nha em. Đó, bịch giày 5 ngàn 3 đôi. Và một bé cớp 24 ngàn nha. Đó, bé cớp 24 ngàn. Đó, cớp váy màu vàng. Đó, đôi giày màu hồng nha. Đó, bé cái cớp. Rồi. Tiếp theo là tặng cho bạn Phương An một cái váy 6 ngàn nữa nha Phương An nha. Rồi, chào bạn biệt bạn Phương An. Tiếp theo đơn hàng của Hoàng Thị Hảo ở Lạm Sơn, mã là A708, tổng tiền là 97 ngàn đã cộng tiền ship nha. Thì Hảo nha, Hảo đặt là một ly nè, một ly nha, một ly có một ly nha em. Đó, một ly, ly một bịch này có 5 cái ly và một cái bàn hồng này nha. Đây một bàn hồng, có một bàn hồng nha em. Đó, và bốn cái ba ghế nha, bốn cái ghế màu hồng luôn, tông sạch tông nha. Và tiếp theo là một cái khớp 24 ngàn này nha. Đây một cái khớp 24 ngàn. Đó, váy màu hồng nha. Đó, cọc thắt bím luôn nha em. Đó, thắt bím rất là đẹp nha. Rồi tiếp nè, vậy là tiền hàng và tiền ship của Hoàng Thảo là 97 ngàn nha các em. Và tặng cho Hảo một cái váy 6 ngàn nữa nha Hảo nha. Rồi chào tạm biệt. Tiếp theo là đơn hàng của Lê Thị Thúy Hạnh ở Lâm Đồng, mã là A587, tổng tiền là 194 ngàn đã cộng tiền ship nha chị Hạnh Hạnh nha. Hạnh đặt là 3 móc 9 ngàn nè, 3 móc với 3 móc 9 ngàn, 1, 2 và 3, 3 móc 9 ngàn nha. Và hai bịch ly đâu, một hai bịch ly nha. Bịch ly này có 5 cái ly lớn nè, bịch ly này có 2 cái ly lớn và 5 cái ly nhỏ nè nha. Đó, vậy là hai bịch ly của chị Hạnh nó đủ nha. Và một phụ kiện, ba bịch phụ kiện mà có một bịch có vuông miệng nha. Đây một bịch có giỏ nè, một bịch có cái vuông miệng, cái hình chài tóc nha em. Bữa nay hàng anh đã có một cái phụ kiện là có hình chài tóc lại rồi nha. Và một cái phụ kiện nha, có cái gương nha, gương lược và có giỏ sách luôn. Vậy là đủ ba phụ kiện nha. Và tiếp theo là ba váy trắng, ba váy là màu trắng, màu xanh và màu hồng. Đây ba váy màu trắng, màu xanh và màu hồng nha. Đây một cái váy màu hồng có hình mặt trăng này nha, ý lộn cái loại màu xanh chứ, xanh có hình mặt trăng nè, đó trăng lưỡi liềm. Và một cái váy màu trắng váy màu trắng có ren qua ren ba màu luôn, ren xanh, ren hồng, ren vàng, váy màu trắng nha. Và một cái váy màu hồng nữa, là ba váy đó đủ nha chị nha Thúy Hạnh nha. Và tiếp theo là
hai giày 17.000, hai giày 7.000, có hai giày 17.000 nha. Đó, tên 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 giày 17.000 này là có cái giày 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 boss, giày tập thể dục nè, nó giày kê của Ken nè. Đó. Đó, nhiều mẫu giày nha, giày boss, giày đồ luôn. Đó. À, có hình chú chó ở đây nữa nè. À, hai cái hình cu, hai hình cô gái luôn, vậy hai vỉ giày đã đủ nha Hạnh nha. Và một cái tủ năm học nữa, đây tủ năm học, có tủ năm học nha. À, tủ năm học trường sở thú trong đây luôn, có hình voi, hình tấm biển, hòn đảo nha, lạc đà nha, và voi. Và tặng cho Thúy Hạnh một cái váy 6.000 nữa nha Thúy Hạnh nha. Tiếp theo là đơn hàng của Phan Thị Thúy Kiều ở Nhân Trạch, Đồng Nai, mã là A696, tổng tiền là 185.000 đã cộng tiền ship nha Kiều nha. Bà Kiều đặt là hai mắt đá với đen và xanh, hai mắt đá với đen và xanh nha. Đó. À, số. Đây hai mắt đá với đen và xanh, và bạn này rất là may mắn nha các em. Đó, váy đen là hết. À, đó. Cái mẫu này là chị bé Úc đã thắt tóc nha, đã quay video về trước, cái video giới thiệu kiểu tóc đó các em. Đó, và anh lấy cái này anh giao cho bạn Thúy Kiều luôn nha, Thúy Kiều nha. Thúy Kiều có thích cái kiểu tóc này không? Đó. Đó, chị bé Úc đã thắt bính luôn ha. Cái mẫu đó anh giao cho Thúy Kiều nha, mà một cái váy màu hồng luôn, đen váy đen và váy hồng nha Thúy Kiều. Đó, tóc tím lay hồng nha. Và tiếp theo là một con gà mắt đẻ nha, con gà này nha. Đó, 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 thấy không? Đó, gà này là cái này là cái xì lam ở trỏng nha các em. Đó, rất là đẹp. Đó, mắt đẻ là nó, gà nó kêu vậy nha các em. Và một cái tủ hồng nha, một cái tủ hồng 62.000 nha em. Rồi, có móc, có đồ trong luôn, có tủ, tha hồ và có cái gương bàn trang điểm nha, cái hộp này để bỏ đồ trang điểm nha các em. À, và một cái hình bunny nữa, à, hình chú bunny. Và tặng cho Thúy Kiều một cái váy 6.000 nha Thúy Kiều nha. Rồi, chào tạm biệt Thúy Kiều. Tiếp theo là đơn hàng của Thái Loan, mã là A699, tổng tiền là 107.000. Thái Loan ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Con đặt là một cái tủ hồng hình chú bunny, à, có cái keo, à, cái này là kem ha, cái kẹo đúng không em, cái kẹo á đó. Đó, có cái bàn trang điểm mà có cái bàn trang điểm nha, có gương kiến nha. Đó, và cái này là để bỏ quần áo, em có móc ở trỏng để mình móc quần áo luôn. À, đây là cái mấy cái hộp mà bỏ đồ nha, đồ dùng nha. Và tiếp theo là một cái bạn đặt 5 bịch móc, 5 bịch, 1 bịch 3.000, 5 bịch là 15.000, 1, 2, 3, 4 và 5 nha. Và tặng cho bạn có Thái Loan một cái váy 6.000 nữa nha Thái Loan nha. Và tiền ship của Thái Loan là 30.000, tổng tiền hàng và tiền ship luôn là 107.000 nha Thái Loan. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Huỳnh My ở Khánh Hòa, mã là A689, tổng tiền là 88.000 nha Huỳnh My, cộng đã cộng trên tiền ship. Huỳnh My là váy dán cổ và một mắt đá nha, váy dán cổ. À, cái váy nè, cái váy là có cái đầu dán cổ nha. Đó. Cái váy này 20.000 nha em, có cái đầu dán cổ. À, bạn Huỳnh My là muốn cái đầu giấy cái váy dán cổ nha. Rồi đó, này mặc vô rất là đẹp nha em nha, anh thử yếm vô cho mấy mắt đá nha. Đó, rất là đẹp, các em nhìn thử không, đó rất là nổi bật nha. Rồi anh gấp bỏ vô cho bạn nha. Và một mắt đá 35.000, này một đá 35.000 nha, váy bạc, tóc tím lai hồng, đó rất là đẹp và xinh xắn nha. Rồi, bé này có sổ lỗ tai luôn rồi chứ. Và tiếp theo là tặng cho Huỳnh My một cái váy 6.000 nữa nha Huỳnh My nha. Đó, rất là đẹp. Và đơn hàng, tổng đơn hàng của Huỳnh My là 88.000 đã cộng tiền ship nha Huỳnh My. Và tiếp theo đơn hàng là Dương Thị Xuân Nguyên ở Quảng Nam, mã là A688, tổng tiền là 241.000
đã cộng tiền ship nha Xuân Nguyên nha. Xuân Nguyên đặt là một tủ năm học nè, đây một tủ năm học nha Xuân Nguyên. Đó, có nhiều hình, đó, hình con gà, hình con cú và hình cây rồi nha, hình con sóc, bắt ong nè. Đó. Đó, đầy đủ nha. Đó, năm do tại sao là kêu tủ năm học? Tại vì nó có năm cái học nha các em. Và một cô dâu. Và một cô dâu hồng 47.000 nha. Cô dâu hồng thì anh không có, nhưng mà anh có màu đỏ đỏ hồng hồng nha em. Đó, đỏ đỏ hồng hồng, đó, cái lớp lớp màu hồng nha. Đó, rất là đẹp và xinh xắn nha, các em nhìn kỹ nha. Đó, rất là đẹp nha. Và tiếp theo là một cái váy 25.000 nha. Đó, cái váy 25.000, lấy ra váy 25.000 rất là đẹp. Có cái hình ren đỏ nè, váy xuống là ren trắng nè, hình bông hoa nè, màu hồng nha. Và tiếp tới là một cái giường màu hồng luôn. Đó, anh, đó, giường hồng nè, váy hồng nè, cô dâu cũng hồng hồng nè, cái tủ năm học cũng hồng hồng luôn nha. Đó, bạn này tan màu hồng không, hai cái gói nè, hai cái gói nha, cái giường hồng đó. Và tiếp theo là một vỉ giày 16.000 nha, một vỉ giày 16.000 có 9 đôi đó, một vỉ giày 16.000 đến đôi. À, tiền hàng và tiền ship của Xuân Duyên, Xuân Nguyên là tổng hàng và ship là 241.000 nha Xuân Nguyên nha. Tiếp theo đơn hàng của Nguyễn Hồng Trà, mã là A686, tổng tiền là 66.000 nha. Hồng Trà, Hồng Trà ở Bắc Ninh, Hồng Trà chỉ đặt 5 xì lam thôi nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 và 5 nha, 5 màu. Anh lấy cho bạn màu vàng, màu xanh đậm, xanh lá cây, màu hồng và màu đỏ nha. Đây, màu vàng này có là hình con mực nè. Đây, đây cũng hình con mực luôn nha. Này hình con tôm này nha. Đây hình con tôm luôn, và đây là hình con cua. Và tặng cho Trà một cái váy 6.000 nữa nha, Hồng Trà nha. Đây, váy 6.000 của Hồng Trà. Vậy tổng đơn hàng của Hồng Trà luôn, tôi đã tính luôn tiền ship là 66.000 nha Hồng Trà. Tiếp theo đơn hàng là của Nguyễn Huỳnh Minh Vi, mã là A693, tổng tiền là 209.000. À, Minh Vi ở thành phố. Tiếp theo là đơn hàng của Huỳnh Lưu Anh Thư ở Đà Nẵng, mã là A690, tổng tiền là 149.000 nha anh Thư. Anh Tư đặt là hai váy yếm và váy xòe ha, một cái váy xòe 20.000 này nha em. Đó, một cái váy xòe 20.000 và một cái váy yếm ống nha. Đó, màu vàng 20.000 nha. Đó. Và tiếp theo là một gói, đây một gói nha. Một gói tên tên đây là một gói, à, gói 18.000. Rất là êm nha, có nó bằng gòn nha các em. Và hai phụ kiện qua, wow, 1 và 2. À, bạn đặt hai phụ kiện, anh lấy cho bạn hai phụ kiện nha, có cái máy sấy tóc luôn nha, có cái lược luôn. Đó, hai cái giỏ màu đỏ luôn. Và tiếp theo là một giày 17.000, đây một vỉ giày 17.000, có giày ken, giày tập thể dục rồi nha, giày đó giày thể thao các em. Đó, giày bó chị ống nè, đủ màu sắc và đủ kiểu hết nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 đôi nha. Vỉ giày 17.000 12 đôi. Và hai bịch giày, hai bịch giày nha. Đây hai bịch giày. Đó, hai bịch giày nữa. Và tiếp theo là một váy xa 16.000 luôn nha, màu vàng luôn. Rất là đẹp và sặc sỡ, hình trái tim. Và tổng là tiền hàng và tiền ship của anh Thư là 149.000 và tặng cho anh Thư một cái váy 6.000 nữa nha anh Thư. Tiếp theo là đơn hàng của Vũ Khánh ở Đồng Nai, mã là A695, tổng tiền là 98.000 nha Vũ Khánh nha. Vũ Khánh đặt một mắt đá tóc vàng hồng, là một tóc đá tóc vàng và hồng nha. Đó, anh lấy cái váy bạc nè, à, tóc vàng hồng nha em. Đó, rất là đẹp nha. Đó, nhìn kỹ nha em. Và tiếp theo là, và tiếp theo là hai xì lam, đây hai xì lam 5.000 nha, xì lam hình con, hai con thằng lằn luôn nha. Đó, hình hai con thằng lằn luôn. Và một trứng lười, đây là anh lấy cho em màu tím nha, trứng lười
Vitama nha. Đây đó. Đây. Và tặng cho Vũ Khánh một cái váy 6.000 nữa nha Vũ Khánh nha. Rồi chào tạm biệt Vũ Khánh. Và khi các em xem hãy nhớ like và chia sẻ cho các bạn của mình nha, để xem cho các bạn của mình xem nữa nha. Và các em nào mà thích đứng món hàng nào hãy nhớ xin phép ba mẹ và điện thoại số 0937899707 nha các em, 0937899707. Và đơn hàng tiếp theo là Trần Gia Hăng ở Trà Vinh, mã là A698, tổng tiền là 103.000 nha Gia Hăng. Và Gia Hăng đặt là hai giày cánh tiên màu tím. Đây, hai giày cánh tiên màu tím nha em. Đây đó, hai giày cánh tiên màu tím. Đôi này cũng là giày cánh tiên màu tím luôn, hai giày luôn nha. Đó, hai bịch luôn. Và một xì lam, một xì lam 4.000 nha em. Một xì lam 4.000, em lấy cho em cái màu xanh đậm nè. Và một xì lam 5.000, một cam, có hình con tôm. Và một cuốc xi mặt cười. Đây, một cuốc xi mặt cười nha. Đây, một cuốc xi mặt cười cho em thấy 40.000. Và một váy rời 6.000 nha. Một váy rời. Đây, một cái váy rời 6.000. Và một vịt heo nữa ha. Đây, một vịt heo nữa nha, heo việc để làm việc nhà nha. Và tặng cho bạn Gia Hăng một cái váy 6.000 nữa Gia Hăng nha. Rồi tổng tiền hàng và tiền ship của Gia Hăng là 103.000 nha Gia Hăng. Tiếp theo là đơn hàng của Cẩm Tuyền ở Kiên Giang, mã là A710, tổng tiền là 68.000 nha Cẩm Tuyền nha. Cẩm Tuyền đặt là một lít xi răng thỏ. Đây, đi xi răng thỏ của Cẩm Tiền nha. Rất là đẹp. Và tặng cho Cẩm Tiền một cái váy 6.000 nữa nha Cẩm Tiền, cho búp bê của Cẩm Tiền chơi nha. Tiếp theo là đơn hàng của Lã Nhật Lam ở Gia Lai, mã là A697, tổng tiền là 153.000 nha Nhật Lam nha. Nhật Lam tổng 153.000 là luôn tiền ship rồi đó nha Nhật Lam. Nhật Lam đặt là một trứng lười nè, trứng lười Vitama nha. Đó, lấy cho bạn cái màu tím nè, trứng lười. Đó, ông này lười, có trong đây là xì lam không nha các em, xì lam lỏng á, trứng lười Vitama. Và một xì lam 4.000. Và bạn đặt là một trứng lười nha, một trứng lười, một trứng lưới chứ, một trứng lưới 10.000 nha, một trứng lưới 10.000. Đó, màu hồng nó ra màu vàng nha, một chiếc lưới 10.000. Bạn đặt hai két nha, hai két lấy cho em màu vàng và màu xám nha. Đó, hai bịch két. Và tiếp theo là ba cái giá đỡ, ba cái giá đỡ 1 2 3 nha, ba màu khác nhau nha, màu trắng, màu tím và màu xanh nha. Đó, có ba cái cây này nè, ba cái giá đỡ đủ nha em nha. Và tiếp theo là một phụ kiện. Đây, một phụ kiện có vỏ sách, có lược và có đôi giày nha. Và chúng ta là một cái hũ xì lam 4.000 nha em. Đây, một xì lam lỏng 4.000 màu vàng. Và một giày cánh tiên. Đây, một giày cánh tiên nha. Đây, cánh bướm cánh tiên nhỏ. Đôi giày cánh bướm cánh tiên. Và một gà đẻ trứng. Đây, gà đẻ trứng, có gà đẻ trứng nha em. Đó, một gà đẻ trứng. Tèn tèn tèn. Đó, cục tét tét cục tét. Đó, gà sắp đẻ là nó vậy đó nha em, nó kêu vậy đó. Hai vịt móc. Đây, móc có hai móc nha. Hai móc. Và cái hũ xì lam này là bỏ qua một bên. Vậy là tặng cho bạn một cái váy 6.000 nữa nha. Và hai móc này đã đủ rồi, để anh coi có xíu sót cái gì không. Trứng lười, xì lam, trứng lưới, hai cát, ba giá đỡ, một phụ kiện, một giày cánh tiên, một gà để trứng và hai móc là đã đủ nha. Rồi, vậy là đơn hàng của Nhật Lam đã đủ. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thùy Thị. Nguyễn Thùy Thị, mã là A714, tổng tiền là 135.000 ở Hà Nội nha.
Thủy đặt là hai mắt đá váy bạc và váy hồng tóc vàng. Váy bạc nè, váy bạc có váy bạc nha. Đó, tóc hồng nè. Và váy hồng tóc vàng nè, lai hồng nha. Đó, vậy là hai bạn đã đủ. Và một cái váy 6.000 nữa cho Thủy nha. Và tổng tiền hàng và tiền ship của Thủy là 135.000 nha Thủy nha. Tiếp theo đơn hàng là Hoàng Uyên ở Bình Thuận. Mã là A712, tổng tiền là 131.000 nha Thuận nha. Mà Y Uyên chứ, xin lỗi, Hoàng Uyên. Hoàng Uyên đặt là hai mắt đá, tóc tím lai hồng và tóc hồng lai đen. Hai mắt đá mà tóc tím lai hồng. Đó, tóc tím lai hồng nha, đã đủ nha. Váy hồng hình trái tim có ren nha em. Đó, và một mắt đá tóc hồng lai đen. Đây, một tóc hồng mà lai đen. Đó, bạn này yêu cầu rất là kỹ nha. Tóc hồng lai đen. Đó, váy thì váy bạc luôn. Và hai giá đỡ. À, giá đỡ lấy cho bạn một trắng và một xanh luôn nha. Hai giá đỡ và một bịch móc. Đây, một móc có một móc nha. Và tặng cho bạn một cái váy 6.000 nữa nha Uyên nha. Đây, một cái váy 6.000 của Uyên. Rồi, vậy đơn hàng của Uyên đó đủ. Tiếp theo là đơn hàng của Phạm Thanh Bảo Châu. Mã là A703, tổng tiền là 174.000 nha Bảo Châu nha. Bảo Châu ở Đồng Nai. Bảo Châu đặt là một móc nè, một móc 3.000 nè. Đây, một bịch móc 3.000 nha em, có ba cái móc. Và hai bé khớp 24.000 nha. Bé khớp 24.000 có thắt bính nha. Đó, rất là đẹp, mắt khỏe. Có khớp chân khớp tay nha em. Đây, một bé khớp 24.000 nữa ha. Và tiếp theo là một váy hồng 20.000. À, một váy hồng 20.000 nha, váy màu hồng 20.000 nha em. Đây đó, váy màu hồng 20.000. Và tiếp theo là tiếp theo là hai mắt đá nha, tóc hồng và vàng. Đây, tóc hồng. Tóc hồng thì lai đen nha em, không có một màu nha. Và tóc vàng là và lai hồng. Đây em lấy cái màu xanh nè, có hình cái tim nè, có ren dưới chân nè và màu hồng. Đó, các em nhìn nó đẹp không? Và tặng cho em một cái váy 6.000 nữa nha em. Vậy là tiền hàng và tiền ship của Bảo Châu là 174.000 nha Bảo Châu nha. Và các em ơi, giờ là đơn hàng này là đơn hàng cuối cùng rồi các em ạ. Và đơn hàng cuối cùng này là của ba bạn nè, Huyền Dung và Mai ở Hải Dương nha. Và cảm ơn các bạn đã và các em đã theo dõi chương trình Bé Út Chibi ha. Và khi xem các em hãy nhớ bấm like và chia sẻ cho các bạn của mình cùng xem nha. Và chia sẻ cho các bạn và hãy đăng ký kênh Bé Út Chibi nha các em. Và cũng các em, cảm ơn các em và các quý phụ huynh thời gian qua đã tin tưởng theo dõi và đã đặt hàng trên kênh Bé Út Chibi. Và bạn nào mà xem những thích những món hàng nào, hãy nhớ xin phép ba mẹ trước và điện thoại số là 0937899707 nha các em để đặt hàng. Mình sẽ tới đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay nha. Và kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Và bạn Mai đặt là một tủ hồng 62.000 nha. Một tủ hồng 62.000. Đây, một tủ hồng 62.000. Có hình bunny, có bàn trang điểm, có gương. Và có bốn cái học tủ nha, hai cái cánh cửa và đó, hình hoa văn và mấy cái móc trong đây nữa nha em nha. Và tiếp theo là 6 móc. 1, 2, 3, 4, 5 và 6 bịch móc nha. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 và 6 bịch móc đã đủ nha. Và tiếp theo là một giường. Đây, một giường. Một giường màu hồng nha. Đó, có hai cái gối để ngủ nha em. Có thành giường này ráp lại nha, ráp lại cho búp bê nằm nha. Và bốn giày khác nhau. Đây, 1, 2, 3 và 4 mịch giày khác nhau nha em. Đó, khác loại, khác màu luôn. 4 mịch giày khác nhau. Và tiếp theo là
một trứng lưới 10.000, đây một trứng lưới 10.000 nha. Đó, màu hồng bóp ra màu vàng vàng, màu vàng vàng hộp gà nha em. Và tiếp theo là hai phụ kiện, đây một và hai phụ kiện, có giỏ sách. Qua cái giỏ sách này có nước hoa này nữa nha em. Đó, có nước hoa, giỏ sách có lược này, này có cái giỏ sách là tầng ba tầng nha. Và tiền và em đặt thêm là một bé nhí nữa nè, một bé nhí nha, một bé nhí này 8.000 nha, rất là đẹp. Và một anh ken quần sọt à. Em à, còn shop ba đơn hàng anh chưa quay nữa nha, chưa kiểm hàng à, nên là mình kiểm hàng tiếp nha các em nha. À, chưa kết thúc nha, chưa kết thúc video, còn ba đơn hàng nữa mới kết thúc video nha em. Rồi mình sẽ làm kiểm ba ba đơn hàng tiếp theo nữa nha. Đơn hàng Dương Thị Xuân Nguyên ở Quảng Nam, mã là A688, tổng tiền là 241.000, đã cộng tiền ship nha Xuân Nguyên nha. Xuân Nguyên đặt một tủ năm học nè, đây tủ năm học có năm học nha em. Đó, do là nó có năm học nên mình đặt tên nó là tủ năm học, có nguyên cái sở thú trong đây luôn nha. Và tiếp theo là một cô dâu hồng, đây một cô dâu hồng, nó không có màu hồng nha em, chỉ màu đỏ đỏ hồng hồng thôi nha, nhưng cái lớp nó lớp màu hồng nè em ạ. Nó rất là đẹp, ở người bạn chơi cô dâu nữa rất là đẹp nha. Và một cái váy 25.000, lấy cho em cái màu hồng luôn nha, 25.000. Có cái ren nè, có ren đỏ nè, ren trắng nè, hình bông hoa nha, váy màu hồng 25.000. Và một cái giường, đây một cái giường màu hồng luôn, có hai cái gối nha em. Đó. Và tiếp theo là một vỉ dày 16.000 nha, vỉ dày 16.000, có vỉ dày 16.000 nha, có chín đôi, có đủ màu sắc dài cao gót. Và tặng em một cái váy 6.000 nữa nha Xuân Nguyên, và tặng em một cái váy 6.000 nữa nha. Rồi vậy là hàng tiền hàng tiền ship của Nguyên Xuân Nguyên là 241.000 nha Xuân Nguyên. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Minh Liễu ở thành phố Hồ Chí Minh, mã là A710, tổng tiền là 65.000, tổng luôn tiền ship nha, Minh Liễu nha. Minh Liễu đặt một cái cư một mắt đá 35.000, anh lấy cái váy hồng à, ren có ren dưới chân nha. Đó, tóc vàng lai hồng luôn, và tặng một cái váy 6.000 cho Minh Liễu nữa nha Minh Liễu nha. Tổng tiền hàng và tiền ship của Minh Liễu là 65.000 nha Minh Liễu. Tiếp theo đơn hàng là của Minh Vi ở thành phố Hồ Chí Minh, mã là A693, tổng tiền là 209.000 nha Minh Vi, đã cộng tiền ship. À, Minh Vi đặt một cái tủ năm học nè, một tủ năm học nha em, đó tủ năm học đầy đủ nha. Đó, tủ năm học. Và tiếp theo là một buni, à tiếp theo là một tủ hồng hình buni nha, có ba buni, một tủ hồng ha, có cái kiến, cái bàn trang điểm và hai cái tủ nha, có cái móc qua móc mấy cái móc màu xanh chậm với em. Rồi có bốn cái học. Và tiếp theo là năm bịch giày, một hai ba bốn, à năm bịch giày nha, đủ màu nha, đủ loại nha em. Đó, năm bịch giày đó. Và tiếp theo là bốn móc, một hai ba và bốn móc nha. Và một mắt đá 35.000, váy xanh, tóc hồng, light đen nha em nha. Đó em nhìn kỹ không, rất là đẹp, có sổ lỗ tai nữa nha. Và tặng cho Minh Vi một cái váy 6.000 nha Minh Vi. Rồi vậy là đơn hàng của Minh Vi đã đủ, mã là A693 nha Minh Vi, tổng tiền 209.000, đã cộng tiền ship nha. Vậy là kệ ba đơn hàng cuối cùng đã kết thúc, và cảm ơn các em đã theo dõi chương trình kênh Bé Úc Chibi trong thời gian qua. Và các em khi xem hãy nhớ like, share, nhớ chia sẻ nữa nha, chia sẻ và đăng ký kênh Bé Úc Chibi để xem những video mới nhất của kênh Bé Úc Chibi nha. Và cái món hàng này nè, cái món hàng này chị Bé Úc Chibi sẽ giới thiệu cho các em nha, cho các em xem. À, cái này là cái máy cái này là cái máy nước ngọt nha các em. Rồi chị Bốc sẽ giới thiệu các em cái video gần nhất nha. Rồi chào tạm biệt các em, và bạn hãy nhớ đăng ký kênh Bé Úc Chibi nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại, yêu các em nhiều lắm nha.